Cho nên khi chúng ta muốn thành Phật, thành Bồ Tát, chúng ta phải khấn. Chúng ta muốn làm cho tất cả cộng đồng vui nhộn, chúng ta phải khấn. Cái lời khấn đó là một cái sức mạnh, một cái trợ lực của những vị Phật, những vị vô hình sẽ làm cho mình thành công với lời nguyện của mình. Mà lời khấn đó là khấn cho tốt. Còn những người ác, họ cũng có lời khấn của họ, nhưng mà ma quỷ sẽ xuống họ làm được. Cho nên khi mà những người mà cái này mình đang nói chuyện trên, mình không có nói chuyện mình đừng bao giờ mình đòi tự tử, hay mình giận con mình từ nó, hay là mình đừng giận chồng mình đòi lấy gì. Cái đó là mấy ma quỷ nó xuống mình làm thiệt luôn á. Cho nên những cái gì mà không tốt mà đừng có thân khẩu ý mà. Khi cái ý mình xuất ra là cái khẩu xuất ra, cái ý nó đã có như vậy đúng không? Cho nên đừng bao giờ kèm lại. Mà cái cách để kèm mấy cái đó lại là chỉ ngồi thiền nữa, là lụ chỉ rồi đó. Ok, đứa đệ tử kế tiếp rồi kim bản hộ pháp. Ví dụ nói nãy là con ngủ gục hả? Tưởng là không có tới phiên con phải không? Có hộ pháp. Những ví dụ kêu đều là hộ pháp á. Nói đi. Không biết mới vậy, nãy giờ ngủ vậy mới vui. Không biết gì cầm cũng được. Con chào sư phụ với lại tất cả các anh chị em trong gia đình họ Thiên. Con thực ra con cũng không có gì để nói nhiều. Cả những linh căn, những người có nhiệm vụ cứu trần để mà độ đời cùng một cái thời đại với sư phụ, họ mới có định hướng được cái đời sống, rồi họ mới chờ đến ngày để mà lập cái hội Lâm Hoa. Đây là một những người vậy đó. Thì con cứ có gì con cứ nói. Con cảm tưởng sao con cứ nói thôi. Dạ con, trước giờ con cũng rất là thích Phật pháp, nhưng mà con không biết tại sao con không có duyên với lại chùa, với lại các thầy. Nhiều khi con cũng có ý nguyện là vô chùa để xin được quy y với lại mấy thầy, nhưng mà con cảm thấy là giống là không biết sao mà mình không có duyên được. Thì có một cái tự nhiên không biết sao tự nhiên con lại thấy được cái clip của sư phụ. Thì con coi á, thì mới là thật sự là con coi có nhiều cái từ hồi nói con, thật sự là con không có gì khác, nhưng mà trong gia đình con á thì con lại rất là hung dữ với lại những người trong gia đình. Thầy kia mà trước khi học sư phụ á thì con nghĩ là cái nghiệp con á nó nhiều quá, con nghĩ là chắc sư phụ sẽ không nhận con. Nhưng mà khi học sư phụ thì con thấy sư phụ rất là gần gũi, mà không biết sao mà con cảm giác rất là thương sư phụ. Con cảm thấy sư phụ cũng rất là thương con. Con rất là cảm ơn sư phụ thương của con. Tại vì con vẫn còn rất là nóng tính, con chưa kiểm soát được. Ví dụ như khi mà con của con mà con nói nó không nghe lời thì con vẫn chưa có được cái sự bình tĩnh với lại những người trong gia đình của con. Con cứ thấy hai mấy vị đứng hộ trợ mẹ hay trong chùa, nó ổng mặt dữ quá không. Mấy vị nên nhớ nha, Bồ Tát thần đều nóng tánh. Nóng tánh là tánh tốt mới nóng nha. Tâm thật tình nóng tánh là để bộc lộ cái sự tốt thì nóng. Chứ im im mới là nguy hiểm á. Lô phù giác cái lô chạy á. Cho nên còn nóng nhưng mà đừng có tạo nghiệp, cứ từ từ thay đổi, con hiểu không? Người nên nhớ nha, người vợ nóng tánh là người vợ không có làm sai. Người vợ im im á, cười hè hè á, tối về hỏi này nọ đó không biết à. Cho nên nó có cái đó nữa. Những vị thần đa số là nóng tánh. Cho nên sư phụ dạy á, là đừng kia nãy không biết nói ngoài hay nói đây, đi đâu á đừng có phạm với mấy gì. Rồi con có gì để mà chia sẻ con nói chứ. Dạ chị có bớt em nhúc. Con rất hết pin. Rồi bỏ pin đâu, đến nào có pin bỏ vô. Dạ, như con có nói là con không biết sao mà
có duyên để vô chùa. Thì nhưng mà con có biết là con vẫn biết là thời này là thời mạt pháp, mà con nghĩ là cái thời này á, thời mạt pháp mà sư thầy, sư các sư thầy giả nhiều quá, mà không biết phải làm sao để mà mình đi đúng đường. Thì con có cứ giờ con tự con suy nghĩ thôi, thì con sẽ khấn là con cầu xin Phật trời, Phật mẹ, Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho con được gặp đúng thân sư để con đi theo. Thì sau đó con gặp sư phụ thì con cảm thấy thật ổn, rất là may mắn. Dạ thì con cảm ơn sư phụ đã nhận con làm đệ tử. Cái nữa là thật ra con cảm thấy con là một cái người rất là dở, cũng không có làm được cái gì giỏi hết á. Nhưng mà sư phụ nói là sau này con sẽ đi theo để mà giúp cho sư phụ, thì con hy vọng là hôm nay con cũng cầu xin cha mẹ là cho con có đủ trí tuệ và sức lực để con có thể theo, con giúp được sư phụ. Trước tiên á, sư phụ cũng chúc mừng con vợ chồng hạnh phúc, hai đứa giờ cũng là họ Thiên hết. Cũng may á, qua kỳ này không biết kỳ sau nó có cơ hội làm họ Thiên không, hay là mốt thằng khác làm họ Thiên cũng không chừng đấy. Bây giờ ngồi đó là con muốn nói gì không, nói giùm vợ con đi, chứ bữa con đấu tin cho phụ ngày qua mình nói rồi, con chỉ vì vợ con vô đây họ Thiên chứ nãy chưa biết tu vậy á. Phụ nhìn biết mà giờ bắt đầu biết sợ rồi á, chút rồi đó. Vợ con có sứ mệnh á, tâm linh đó con à, nhiều lúc cái tâm linh nó làm cho cái người bình thường nó không có hiểu, nghĩ vợ mình nóng tánh khó tánh, không phải cái tài năng mà trong cái lại gia thức á, nó muốn bộc phát nhưng mà nó bộc chưa đúng chỗ, cái rất lùng bùng vậy đó, con hiểu không? Con nói gì nói đi, chậm lại. Ok, ghê đâu, đây. Nói đi, con nói đi. Hello. Dạ. Con xin chào sư phụ, chào tất cả các anh chị em, các tỷ muội, sư huynh tỷ muội. Mình còn lại vợ mừng quá, cảm ơn mọi người. Cảm ơn cha kìa. Không là mất vợ, bữa hổm xếp mất vợ, bữa hổm kỳ rồi qua. Tụ lơ, bay với mấy bay con ở tiểu bang này. Dạ con, tụi con ở sao con lại nào? À, tự con lại nào qua, sư phụ lơ. Dạ. Bây giờ hết lỡ rồi. Thật ra thì con... con biết là giờ con nóng tính, con thì con cũng nóng tính chứ con cũng không hề, con cũng thật thật là con xin xác nhận là con cũng rất là nóng tính, nhưng mà con cũng kiềm chế. Con cũng xin nguyện đời này kiếp này là con cũng con cảm ơn sư phụ đã nhận con vô Thiên Tâm Đạo. Con hồi xưa thì con không biết tu, lúc nhỏ là con làm đời sống cũng cực khổ, con làm nông dân, rồi hồi nhỏ không có được theo học Phật, cho nên là con ít vô chùa, mà đến khi lớn hồi đó giờ con thấy gặp sư thầy mấy thầy rồi con thấy là toàn là vì lợi không à. Nhà mình con... nói này mình nói chuyện mình này con, đừng nói đụng chạm con. Dạ. Nói dạ, cái cảm tưởng chuyện của con với mình thôi. Dạ. Thì con cũng hy vọng là từ bây giờ đến cuối đời là con cũng cầu xin được có sức khỏe để con xin được sám hối, mỗi con được cơ hội để sám hối mỗi ngày, được gọi thiền mỗi ngày, được làm đệ tử của Thiên Tâm, và hy vọng là từ bây giờ là con cùng với gia đình con hỗ trợ được đi theo sư phụ và học được học đạo và phát triển về đường đạo. Con rất vui là sau khi vô trong Thiên Tâm Đạo thì cả nhà con là có cái tâm và được sống thiện lành và được giúp mọi người trong nhà được vui vẻ. Mỗi ngày con cũng rất là happy là bởi vì vợ con và con được lên trên ngồi là lạy sám hối và đọc kinh niệm Phật mỗi ngày. Con
thời gian 6 tháng trở về đây là con mỗi ngày con được ngồi thiền, con cảm thấy mình rất là phát triển và phát triển nhiều về thiện tâm. Con xin cảm ơn sư. Hôm nay là ngày quốc gia ngày 9 tháng Giêng, vẫn còn là mùng 9 là ngày sám hối. Ở trên đỉnh núi một mình sư phụ ngồi nói chuyện với cha, sự sám hối phụ sinh đầu tiên là cho thế giới trở lại ổn định trật tự, mưa thuận gió hòa. Sau đó sư phụ sinh cho nước Việt sớm có một sự thay đổi để dân không còn khổ nữa, và kế tiếp sư phụ sinh cho mấy chục triệu đệ tử sư phụ họ Thiên. Và tất cả con đây gần sư phụ và ngay đỉnh núi linh thiêng nhất của thời đại này là Thiên Long Sơn, mình khấn cho huynh đệ tỷ muội mình mấy chục triệu người bệnh, không phải mình chỉ có mấy trăm người họ Thiên đây đâu nghe con. Bởi vì nói bây giờ có mấy chục triệu á, thì hồi nãy sư phụ cũng khấn rồi, thì khi mình lại sám hối đây á, mình có cơ hội hơn những người Việt Nam, hơn những người mà không đủ phương tiện tới đây á, thì mình cũng thấm dùm cho chị em mình bên kia nữa, tỷ muội mình cũng đang mang hội thiên trên thế giới. Thì riêng phần con á, trước tiên là con phải về trân trọng vợ con, đừng có nóng nữa, hai đứa bớt nóng, mỗi lần nóng nhìn nhớ tưởng tới cái mặt sư phụ là sư phụ tới can ra liền. Dạ. Lấy hai cái gào nước tát hai đứa. Đấy thì còn trẻ mà, nhưng mà mấy con phải trân trọng. Có những đây bô lão ngồi đây quay lại đây, tới hôm nay mới biết họ Thiên. Con á mất phần tư tuổi đời mà con biết họ Thiên, cũng biết một tháng thôi chứ đừng chi mà 10 năm hay là 30 năm hay 40 năm mà biết họ Thiên. Sau này mấy đứa con là những nhà lỗi lạc của con trời á, mấy con có biết không? Yeah. Tại biết tu trước một xóm mấy con còn trẻ, cái trí nhớ nhiều á, mấy con đã tiếp thu rất là nhiều thứ. Cái đó là tự cái tiếp thiên đạo, đâu mất tiêu ta, trốn đâu vậy? Thiên đạo. Bữa giờ thần thông của con tới đâu lên đây nói chuyện. Đâu rồi ta? Có ai thấy thiên đạo không? Không thấy. Ok, trời tốt ở dưới lên đây. Hào quang chói lòa. Thiên đạo đấy. Bữa nay tại sư phụ nói cả mấy tuần cũng khô cổ. Bữa nay nghĩ là chiêu này cũng hay á, để bớt nóng. Thiên đạo có gì nói với huynh đệ tỷ muội, nói đi con. Con học được cái gì từ ngày theo cho bộ, vừa có gì thì cứ nói. Cái này cũng như chia sẻ kinh nghiệm mà. Có con bấm on rồi, nói đi. Thì sư phụ thì con lúc nào cũng cố gắng thay đổi. Và cố gắng thay đổi và những gì mình trong quá khứ mình làm sai thì con người ta vô lượng kiếp mình không biết, vô tình hay cố ý mình tạo nghiệp quả, thì lúc nào cũng nên hướng về cha mẹ mình thành tâm sám hối, mình thay đổi, mình xin bao nghiệp tội vô tình hay cố ý mình đã từng tạo, thì cha mẹ lúc nào cũng nghĩ về con cái với cái sự thành tâm ở trong lòng mình như thế nào, cha mẹ sẽ chứng như thế đó. Thành ra đối với đệ tử, tâm tạo thì nghiệp sẽ tạo, sẽ có. Thành ra những gì mình làm, mình cố gắng, mình suy nghĩ, đừng có tạo, đừng có khởi những cái tâm tham sân si, lúc nào cũng phải nghĩ cho chúng sanh và sửa đổi chúng sanh. Thầy Pháp Hòa nói con, còn nói chuyện của con. Con thì ngày của ông để ông nói. Dạ. Đó. Thì đó những gì con. Mình nói chuyện mình. Con không có làm cái gì hết. Dạ. Con cũng không có làm gì hết, thì đó những gì con thay đổi, con sám hối vậy thôi. Thì đó là những gì con làm. Vậy thôi hả? Dạ. Hai đứa đại tử này đang trên đường tu tập, cũng có một chút điểm.
cho nên cũng thấy màu sắc, cũng thấy mạng Đà La rồi, thiệt đó con, thứ thiệt á. Ok, nhưng mà gán nha con với Thiên Quân rồi là gán tu thêm. Rồi tới Thiên Tâm Như đâu rồi ta, lên đây. Ừ, tại vì mỗi một ngày mà con lái từ Sắc Mến Tựa đây 2 tiếng rưỡi, lái về 5 tiếng, 2 giờ khuya á, cũng xuống đây. Tâm Như. Dạ con thưa kính thưa sư phụ trước, rồi kính chào các anh chị em tỷ muội của mình. Em tên là Thiên Tâm Như. Con thì biết Phật Pháp từ nhỏ, nhưng mà chỉ đi vô chùa rồi đuổi chán, rồi nghe sư nói chuyện, rồi gặp mấy người Tàu, họ nói càng lại càng giàu, thì con mới nói là con nghĩ bụng là ủa sao kỳ vậy ta, càng lại càng giàu rồi mấy người ta không lại, người ta nghèo sao. Cái bắt đầu con cũng bớt tin về các sư, cái rồi lớn lên đi học đại học rồi đi dạy rồi cái ra nước ngoài. Cái tới chừng ngày đầu tiên con bước đến Cali á, thì là gần gặp dịp Tết, thì có con mới nói là để con đi chùa. Thì cái bác đó bác nói vậy nè, thôi đi chùa làm gì, sư sải ở đây giờ chỉ vì tiền thôi. Giống như là cái sư đà, sư bà kia á, mà nếu mà mình cho 20 bà bóc bỏ túi thôi chứ bà không thèm nói. Còn nếu mà cho giấy xanh xanh á, nhiều á, thì bà mới chào. Cái con mới nói để mình đi thử, thì đi thử thì đúng sự thật là vậy. Con đưa 20 bà bóc bỏ túi, bà không nói gì hết. Nhưng mà con thấy người kia cặm cặp bỏ vô, cái bà nói sao vậy, lúc này khỏe hơn con rồi lặp lặp lặp. Xong rồi cái con mới nản, con không đi chùa nữa. Rồi cái lúc mà tổng thống Trump mà ra cử thì con gặp sư phụ ở trên mạng. Cái con mê cái câu nói của sư phụ, từng câu nói mà con mê ông Trump quá nên con mê sư phụ quá. Chứ sao tự nhiên sao hết ông Trump thua rồi cái tới giảng đạo, cái con nói trời ơi cái này mới hay nha. Đây con mới nói chứ mà sư phụ nói là núi đóng cửa, thành ra con cứ đợi hoài. Con nói trời ơi đợi hoài biết chừng nào mới được lên núi. Một bữa đó con đi đại xong con lên cổng đóng, hay con đâu có số rồi chung vô. Cái con thấy hai người kia đi, con hỏi em ơi em đi lên núi hả, nói dạ cho chị ké này dạ đi. Cái mới vừa tới chuồng công cái bác ba hỏi chứ con đi nổi không con, cái nói dạ con chắc đi không nổi, mà Nam Mô Di Đà Phật không biết có nổi hay không. Cái bác ba mới nói chứ thôi lên đây bác ba chở, trời mừng quá phóng lên. Cái lên tới mới vừa lên tới tới núi thấy sư phụ ngồi đó, trời ơi con phóng giục quần áo hết trơn, chạy lại con mừng quá, nói trời ơi tôi mừng quá, tôi gặp anh là tôi mừng hết lớn luôn vậy đó. Cái xong rồi cái nói tôi là đại có phước luôn, mà em nói tôi lớn lần đầu tiên tôi gặp anh là trời ơi, cái bắt tay sư phụ đâu biết sư phụ là thần thánh đâu, bắt tay nói sư phụ em không sám hối chỗ đó, tại vì mừng quá, nó kêu là mừng quá luôn á. Cái xong rồi cái bắt đầu chạy lên núi cái lại, xong cái chạy xuống ngồi kế bên, đâu biết sư phụ là thần thánh đâu, ngồi kế bên sư phụ luôn. Cái sư phụ nói con xích ra chỗ này có chữ thiên không à. Ủa vậy hả sư phụ, chạy ngồi bên này. Xong lát nữa được sư phụ tặng cho một tờ tiền 100 đô có vẻ này kia nữa, trời ơi tôi nói nó mình ôm cái đó về trong lòng mà nó mừng ơi là mừng luôn. Rồi đến ngày sư phụ nhận làm đệ tử nha, sư phụ hỏi cái đệ tử này ở đâu, cái nói dạ con ở dưới Sacramento. Trời ơi giờ này mà chú về 11:15, 11:15 còn ngồi nghe sư phụ nói chuyện, cái gì mê nghe sư phụ giảng đạo quá. Cái đến lúc mà sư phụ đi ra về, chạy lại sư phụ cho con cái ấn đi, sư phụ vẽ lên. Nói thiệt nha mấy anh chị giống như khùng á. Tại vì biết sao, từ đây mà lái về Sacramento 2:15, cái miệng cười te tét suốt à. Vui quá đi, nó vui quá, nó mừng quá. Vì được cái ấn ở trên mà trên đó, tức như mình là được là đệ tử sư phụ. Thì mình nghĩ là giờ mình cũng không có còn trẻ, cho nên là mình không có làm gì to tát, nhưng mà nguyện đời đời kiếp kiếp á là đệ tử của sư phụ. Dạ, mình còn sống á, thì nếu núi mở á, thì mình sẽ lên núi phụng sự cho núi, lo cho núi. Ví dụ như mình gặp ai á, thì mình khuyên người ta đi tu giống mình, mà không đi thôi. Còn ai chịu đi á, thì mình sẵn sàng lái xe từ dưới đó chở người ta lên đây để mà người ta được gặp sư phụ. Rồi mình chỉ có nhiều đó thôi. Đệ tử này dễ thương lắm. Cảm
ơn sư phụ. Phải nói là cả đời con á là con dạ, thương sư phụ. Không? Dạ con dạ con không biết nói gì mà con thương sư phụ nhất nhất trong cuộc đời của con. Thương mẹ thương cha nữa con quên, tại con vui quan trọng con hơn. Dạ đúng rồi, con thương cha mẹ nhất, rồi thương sư phụ nhất, rồi thương ấy anh chị em ở đây ai con cũng thương hết. Đây là tử Na Uy Hạ Long lên con, này của hộ pháp tứ thiệt á. Còn nói tiếng gì cũng được, nói tiếng Na Uy cũng được. Nó bên Na Uy bay qua bài. Con gọi là thuộc dạng hộ pháp, con cứ nói đi. Có cảm tưởng gì con mới nói. Cô kính chào, xin chào sư phụ và anh chị em ở đây, thiên tâm ở đây. Con rất là cảm ơn sư phụ đã nhận con làm đệ tử và cũng được quen biết một số anh chị em ở đây và cũng muốn làm quen thêm để học hỏi. Con cũng muốn nói là một mong muốn con muốn nhất là con có thể gần gũi sư phụ để con gần gũi sư phụ và đức thầy để con có thể giúp đỡ và có thể học hỏi thêm và có thể giúp cha mẹ và các chị con cứ xin cầu nguyện mong muốn nhất của con sắp sửa rồi con sắp sửa cách đây không bao lâu mỗi lần mà họp với bề trên á đức thầy với mấy chị dị nói là những đứa như này nè, những đứa hội thiên mà nhỏ nhỏ này nè, nó chưa có hiểu về tâm linh thì cứ để nó bình thường giống như hai thằng nãy đó. Nhưng mà mặt đời á, là nó giúp liền được. Khi một nước Việt mà cái nóc đàn mà nó xuống tâm á, thì một đêm sáng thay đổi hết. Thì tất cả mọi đứa nào có cái gì, có tài năng gì thì sáu triệu chim hiền về nụp nụp á, nó sẽ có ngày đó. Thù cũng mong ngày đó, thì nãy thù cũng cắn ngày đó. Thì mong ngày đó con á, xuất hiện đầu tiên ở vi trường tân sư nhất đón sư phụ nghe con. Đừng có để cho mấy con mang nó còng sư phụ trước. Rồi thì có mấy đệ tử nhỏ tiếp tục Nguyễn Nga lên đây con. Đệ tử này con ứ để lên clip mà để làm lưu niệm thôi. Dạ tử này cũng lì lắm, bay dù dù. Dạ gì mặt bình thường nó chắc cái dễ sao đỏ quét cho. Trời ơi Bi Chí Dũng, con của ông trời mà sợ ai mà rúng. Con của ông trời sợ con của ông trời. Quay hướng này con. Trước tiên con xin kính chào sư phụ, con cảm ơn sư phụ và tất cả cô bác chị em họ Thiên. Con không biết nói gì hơn, con chỉ cảm ơn sư phụ đã nhận hai đứa con. Cái đó là duyên kỳ ngộ của gia đình con. Con chỉ biết cảm ơn sư phụ thôi, chứ con cũng không biết nói gì hơn. Nhưng mà con cũng cho các anh chị biết là cái cơ duyên là cái em ngủ em nằm mơ em thấy sư phụ. Em thấy sư phụ, em nói chứ mà sư phụ vui lắm, chứ em mới nói là sư phụ ơi, sư phụ nhận con thì sư phụ phải nhận hai đứa con của con luôn nha sư phụ. Em nói vậy thì tự nhiên sư phụ nói con. Xong thế là em gặp sư huynh nữa, cũng gặp sư huynh mà ở trên núi Thiên Long Sơn. Thế là tự nhiên hôm nay kỳ duyên em dẫn hai đứa con em đi. Một đứa trước á là đi ba lần rồi mới gặp được sư phụ. Lần trước thì sư phụ bị bệnh Covid. Lần thứ hai thì nó bị đi qua hiệu tình với em, nhưng mà nó đi trễ thì nó bị tới stop ở Chicago, chứ nó bị
sao quét nó tóc nó như thế là nó ở một tuần lễ ở Chicago. Nó nằm ở Chicago, ở hotel luôn. Nó khóc, nó nói mẹ ơi con sợ quá, con sợ quá mẹ ơi, nó không sao đâu con. Thế là nó đi về luôn. Dạ, xong bây giờ hôm nay em có quyết chuyện của con lên. Thôi à. Dạ con. Từ lúc mà có ông kia với lúc mà bỏ ông kia theo cha mẹ nào sướng hơn. Để dạ. dễ hiểu, còn vòng vòng con là con. Dạ, có nghĩa là vậy là dạ, em có quen remote. Được một người bạn trai 90 năm rồi. Nhưng mà 90 năm, nhưng mà em cũng có nhận người ta nhớ rồi. Sư phụ cũng thương đệ tử nhận Quân phải không? Dạ, người đó tên Quân. Ok, để thường nói cho lẹ ha. 3-4 năm. Ok, cái luật của bề trên nói á, một là sư phụ gán độ, mà độ không được là lên xin mẹ là mẹ chặt. Chứ mấy con muốn chặt cái mối duyên thế gian không thể, rất là khó. Thì con kể khúc đó được rồi. Dạ. Chứ con kể hồi hết. Tự nhiên chứ con khởi khúc chặt đi. Tại sao độ không được là phải chặt đúng không? Em đi xào nó có hai hai đường phải em, chọn. Em lấy cái cuốn kinh Thiên Tâm Đạo ra em đọc kinh, mà em đọc ngay giữa ngoài biển em lại. Thì tự nhiên cơ duyên đó từ đó là 10 ngày đó là em không còn muốn nhìn cái người đó nữa. Thế là về là em chia tay luôn. Lúc trước chia không nổi dạ. Chặt lúc nó dài quá gần gà được. Em chia được luôn mà em không buồn không mấy. Mà bây giờ em rất là vui, mà em rất là sướng. Em nhờ có sư phụ đỡ. Không phải, tự gì chứ kêu ok ông nhận tôi đệ tử. À, tôi nhờ ông đệ tử này nọ. Ông không có chịu, ông cứ gẫm sư phụ mà. Ông coi sư phụ giống như hề vậy đó. Mà ông giống hài thiệt, ông giống chí tâm phải không? Dạ. À, ở mặt ông hịch chí tâm. Thấy ông Bưng bữa nào qua tôi nhận ông muộn rồi. Dạ, nên em nói với anh chị em. Ông qua đây gần 3 năm mất hả? Kinh Thiên Tâm Đạo đi, cha mẹ sẽ đổ mình những cái nguyện vọng gì, nghiệp duyên hay là những cái gì trở ngại đều được vậy. Được cha mẹ. Đây này có thứ ba rồi đó, thứ ba đâu lên đây hả? Thứ ba. Có gì đó lên đấy nấp trời cái cột đó cũng nhận thấy con mà lên đấy từ từ ruột có gì chia sẻ không chưa vậy khóc rồi thôi hả chuyện của con cũng giống như chuyện của hai đứa ngồi họp ngồi chung. Ok cần chút quay lại. Ok Mỹ Hạnh tướng của Long Cung lên đây con đệ tử này dễ thương nè lên đây nói con có thuộc dạng hộ pháp lên đây mắc cỡ gì rồi trúng cái đèn á cái chân đứng gì trúng cái đèn lại đây nói chuyện bữa nay là để cho mấy đệ tử nói chuyện cho bộ ngồi cười đó à. Mỹ Hạnh lên đây rồi cái này là không phải Mỹ Hạnh nha là ông Mỹ Hạnh tại cái cốt của Mỹ Hạnh đó là một tướng đó nha chứ không phải là người thường tướng của Long Cung cho nên con cũng có căng tu lắm mà ở nhà Mỹ Hạnh sau khi thờ dấu hiệu thiên tâm thờ cha mẹ đó thì ở dưới Long Cung lên hoài à cái để camera cứ thấy mấy vị bay tới bay lui mỗi ngày nhắn tin cho phụ thì lúc đó thì phụ cũng hiếu kỳ tưởng là ma nhưng mà thật sự sau này hỏi lại là khi mà có hình cha mẹ mà thờ trong nhà đó thì tự nhiên tất cả các chư thần chư thánh chư thiên đều về đảnh lễ thì họ cứ bay tới bay lui hoài á cho nên giờ nhà này là chư thiên thăm viếng đều đều. Thì con kể đây, kể chuyện của con từ lúc mà lên núi rồi sao giờ ngồi lên để quỳ đau đầu gối ngồi này đi ngồi lên nói đi. Dạ trước nhất thì con xin cảm tạ cha mẹ cha Ngọc Hoàng mẹ Duy Trì Kim Mẫu và đã cho con có cơ hội đến với Thiên Tâm. Dạ con cảm tạ sư phụ đã nhận con làm đệ tử. Con rất là cái ngày mà sư phụ nhận con làm đệ tử đó là dạ em cũng quên chào huynh đệ tiểu muội em cũng hơi run chút xíu. Dạ thì cái nhân duyên của em á là lên núi gặp sư phụ á rồi được sư phụ nhận làm đệ tử á là hôm đó là trước đó là mấy tuần ông ngoại em mất thì em có lên núi đọc kinh Địa Tạng thì điện Phật hay điện Mẫu thì lúc mà có giờ là em sau giờ làm em đều lên em đọc kinh
Rồi xong sau đó đó là có một lần đó thì em đang đọc kinh đó thì đã đọc kinh được hơn nửa tiếng rồi mà nhang cũng đã tàn rồi, mà tự nhiên em thấy có một làn hương nó bay quanh quẩn ở bên vai phải của em. Thì lúc đó thì em cũng thấy lạ, em nhìn, em đang đọc kinh mà em nhìn em thấy lạ quá, rồi xong cái em mới thắc mắc mà cũng không biết là cái gì. Rồi sau đó khi xuống núi đó, thì nói chuyện với sư phụ và xin sư phụ thì được sư phụ nhận làm đệ tử. Nhưng mà trước đó đó là mẹ của em đó, là em với mẹ của em đã coi băng của sư phụ cũng đã từ lâu, và em cũng đã lên núi từ năm 2017-18. Thì mẹ em có nói với em một câu là: con ơi, khi nào mà sư phụ nhận con làm đệ tử đó, thì con phải yes yes nha con, là tại vì nhân duyên rất là khó gặp. Mà tại vì con nghĩ là hồi đó tới giờ thì làm sao ở thế gian này mình có sư phụ nữa, tại vì nó là một điều gì rất là xa vời với con. Mà sau khi mẹ con nói thì tự nhiên cái con mới giác ngộ, giống như là con nhận ra một điều gì đó nó rất là quý báu mà rất là thiêng liêng. Cho nên lúc mà không biết sư phụ thì thôi, sau khi mà sư phụ nhận làm đệ tử đó là con cảm thấy là có một cái mối liên hệ gì rất là khăng khít với sư phụ, và nó giống như là có một cái tình thương gì đó nó rất là sâu sắc mà con không có diễn tả được. Thì khi mà mẹ của con lên núi năm 2017-18 gì đó con không có nhớ rõ, nhưng mà con có đọc kinh ở cái điện ở cái kho này nè. Thì lúc đó con với mẹ con có lên đây đọc kinh, thì có thỉnh cuốn kinh Thiên Tâm, mà không biết vì sao á mà cuốn kinh Thiên Tâm nó nằm trong tủ cho đến cách đây hơn 2 năm thì con có gửi về Việt Nam, là tại vì cái mùa Covid đó mẹ con ở bên Việt Nam. Thì sau khi con gửi cuốn kinh về á là mẹ đọc kinh mà rất là tin tưởng luôn, tại vì tin sư phụ từ rất là lâu rồi, mà nghe sư phụ mỗi clip sư phụ ra là nghe hết tất cả luôn. Rồi từ ngày mà đọc kinh Thiên Tâm á là trong gia đình của con bây giờ rất là những cái điều kỳ diệu, là giống như là nhà con cũng thờ mẫu, tại vì mẹ con đã thờ mẫu từ đã rất là lâu lâu lắm rồi, từ lúc còn nhỏ mà chưa lấy chồng luôn. Thì tại vì có cái niềm tin sâu sắc rồi, khi mà hồi đó giờ mẹ cũng đọc kinh nhiều lắm, nhưng mà lúc mà có cái cuốn kinh Thiên Tâm á thì đọc kinh á là mỗi ngày đọc kinh, mỗi chiều mẹ đọc kinh thì có những cái hiện tượng rất là lạ, giống như là có những cái ánh sáng, rồi có những cái hào quang, có những cái người mà rất là cao to, giống như là đủ cỡ luôn, cao bằng đột dừa cũng có, mà cao thấp cũng có, mà có đội mão rồi mặc áo xám đó. Chỉ có nhìn qua camera mới thấy thôi, chứ nhìn ở ngoài, mở cửa nhìn ở ngoài là không thấy gì hết. Tại vì có 4 cái camera đó thì chiếu hết trong điện của mẹ, có hào quang rồi bay vòng vòng cũng giống như nó chuyển động hết, rồi có ánh sáng ở ngoài dội vô nữa. Nó có rất là ly kỳ mà có rất nhiều hình ảnh, thì có gửi cho sư phụ coi. Thì sư phụ nói như vậy thì mẹ con rất là mừng và rất là cảm ơn sư phụ. Mẹ con có nhắn với con một câu là khi mà gặp sư phụ là mẹ con chỉ xin lại sư phụ ba lại, tại vì những cái mẹ con không cần nói gì hết, tại vì mẹ con là tin tưởng sư phụ là một vị Phật, mà Minh Dương là vị Phật, Phật Di Lặc đã ra đời. Thì mẹ con rất là quý mến sư phụ, và con đây cũng rất là thương sư phụ rất nhiều, và con cảm tạ sư phụ. Tử này dễ thương lắm, ngày nào đi làm về á cũng mở cửa tự một mình nha, mở cửa Vietnamese House và đọc kinh, cho nên tinh tấn, tu rất là tinh tấn. Tử nay ngồi là con lâu quá không gặp con á, con đứng cửa gì lên đây. Xin thưa với cha mẹ, thưa các chư vị đang ở bên ngoài, thưa sư phụ, xin thưa với lại các anh chị, thì hôm nay đến đây là cái ngày mà phía cha thì muốn nói cái điều mà rất là vinh dự là được sư phụ nhận làm đệ tử. Đến núi này cũng mấy lần rồi nhưng mà không có gặp được sư phụ, thì chỉ gặp sư phụ đi ở bên ngoài thôi. Ngày hôm kia thì ở San Jose, hôm qua có đến đây, và hôm nay thì được sư phụ gọi lên để mà nói những cái điều mà trước đây đó thì cũng có tin về một cái vô hình,
mà mình không biết được, mình không hiểu được, và tự đi tìm hiểu nó. Thì sau khi mà mình tìm hiểu rồi đó, rồi mình mới biết được cái núi Thiên Long Sơn này. Thì lúc đó mới đi với cùng với bà xã đến cái núi này. Và những cái clip mà sư phụ đưa lên trên YouTube đó, cũng đều có coi. Và coi mà thấy cái điều mà sư phụ nói á, với lại cái ở ngoài đời thường á, nó đúng lắm. Mà không biết tại sao mà mình lại tin như vậy, mình không biết từ đâu mà mình phải tin như vậy. Thì những cái điều mà sư phụ nói đó, mình có kiểm nghiệm qua cái thực tế, cái trong cái đời thường mà. Đó là những cái mà sư phụ nói là nó thật, có trong cái đời thường. Mà những cái người khác đó, như sư phụ hay nói là chúng sanh còn vô minh đó, những người đó bây giờ mình muốn họ hiểu như mình hiểu vậy đó, mà mình chưa biết cách làm như thế nào để cho họ hiểu được như mình hiểu. Thì hôm nay ngồi ở đây thì cũng có cái tâm nguyện là mình sẽ cố gắng làm cái điều đó, nhưng mà muốn làm điều đó thì cũng phải nhờ cái sự giúp đỡ của các anh chị mà đi trước này chỉ dẫn cho mình, rồi với lại sự chỉ dẫn của sư phụ, để mà mình cho những cái chúng sanh nó vô minh đó từ từ nhận thức được và giúp cho cái đời nó được tốt đẹp cho cái mai sau. Còn cái vấn đề mà những người Việt mình mà đang ở Việt Nam đó, thì có một số thông qua cái YouTube thì mới biết được sư phụ, nhưng mà số người đó chưa có được may mắn như là các anh chị đang ngồi ở đây và trực tiếp gặp với sư phụ. Thì nếu mình có cái điều kiện nào đó mình có thể giúp cho họ để cho cái nước Việt của mình nó như sư phụ nói, sau này nó sẽ được sáng, nó được mạnh, nó được coi như là gọi là sáng tay cường quốc. Thì chắc chắn cường quốc mà, còn giờ dạ. Chưa ai nghĩ. Nhưng mà nhìn lại 5 năm về trước, nước Việt thời của mấy thủ tướng trước, đâu có ngờ đến ngày hôm nay tất cả mọi thứ. Hôm nay những cái về địa ốc của Việt Nam, hay là công ty may mặc, hay là ruộng lúa, một nước Việt sản xuất lúa gạo mà đâu có ngờ là sẽ chết đói. Thì cho nên chuyện này cũng nói trúng. Đầu tiên năm 2017 mấy vị đẩy lên trên mạng để nói là mục đích chỉ mong 18 ông bầu chính trị thôi, chứ không phải là 18 triệu người. Lần đầu tiên là chỉ nhắm vào mấy ổng để cho thuận thiên. Từ thời như Nguyễn Tấn Dũng, cái ông Phúc gì đó, thời đó là chỉ mong 18 ông thuận thiên là theo Mỹ. Tại vì cơ trời sẽ không bao giờ để cho Nga hay là Trung Cộng nắm cái quả địa cầu này. Thì mấy vị kêu nó con gán nói, con độ 118 thằng đó, mình nói chữ 18 thằng luôn á, là con độ được cả nước Việt. Thì đầu tiên, clip đầu tiên lên chỉ nhắm 18 người thôi, mà không ngờ đến lúc mình lên giờ mấy trăm nghìn người coi. Thì cũng ok, trong 18 ông đó mà chỉ cần một ông mà nghe được, một ông mà hôm nay đứng lên, tôi Nguyễn Minh Gorbachev là sao không? Chứ một ông thôi. Ok rồi, mình nói chuyện nãy giờ, bữa nay mình nói chuyện nhà phải không? Thì cảm ơn con lên đây chia sẻ. Rồi Thiên Thảo lên đây con, nhà bác học của Mỹ lên đây. Con ừ, con cũng hộ Pháp, con sẽ hộ độ mấy thằng Mỹ. Độ ông chồng con trước. Thiên Thảo là con. Ủa con ở đây Thiên Thảo bên Florida sao con được? Con là mẹ Florida. Ở đây này, Thiên Thảo là một trong những kỹ sư giỏi, con ngồi ở đây đi con. Đại tử này cũng dễ thương lắm. Này đại tử này sau này độ mấy thằng Mỹ. Đại bác Mỹ cũng cần phải độ, con gán độ ông chồng con trước. Rồi con có gì chia sẻ, Thiên Thảo. Dạ, con là Thiên Phương Thảo. Con với mẹ con mới từ Florida qua, con xin cảm tạ ơn cha mẹ. Con nói con đang là gì ngoài mặt đời? Tại vì mình là giống như phụ nửa đời nửa đạo. Đời không thua người, đạo á, mình cũng không hiền nhất hơn mọi người. Nghĩa là phần nào mình cũng thấp hết, số 1 hết. Dạ, thưa sư phụ. Con là thật sự là con là kỹ sư, con đang làm cho hãng Siemens Energy. Con về aerospace ngày xưa, nhưng mà hàng không á, hàng không. Dạ, về hàng không, xin lỗi. Nhưng mà đối với con là con học, nhưng mà con
thật ra là người Công giáo từ hồi mà con lấy chồng. Con chỉ mới vừa biết về Phật Pháp khoảng chừng từ hồi mà con nghe sư phụ từ clip đầu tiên. Rồi con giới thiệu với mẹ con, hai mẹ con rất là tin tưởng. Con cũng xin sám hối với nay là trong người của con còn rất là nhiều tham sân si, còn ngã mạn, còn gọi là ganh tị đủ thứ từ trường học, nhất là trong gia đình của con. Và con nghĩ là chính vì vậy cho nên con gặp rất là nhiều rắc rối trong cái chuyện mà dạy con cái. Con cái của con là teenager, nó rất là, nó khác với mình. Con cũng rất là đau khổ trong mấy năm, nhưng mà khi mà con nghe được những cái lời dạy dỗ của sư phụ, cái tự nhiên con cảm thấy là ôi sao đạo Thiên Tâm này nó đúng với cái những cái gì mà mình thắc mắc ngày xưa, là con đạo Công giáo thì không có tin vào luật nhân quả, đạo Phật thì không có nói nhiều về cha mẹ. Cho nên con thấy sư phụ là con thấy hình như là sư phụ feel cái những cái gì mà nó thiếu sót trong cái hai đạo này. Cho nên con với mẹ con là con tin tưởng 100%, rồi con cũng đi lên Thiên Lâm Sơn, rồi con rất là mừng khi mà sư phụ nhận được con làm đệ tử. Con cảm ơn, tạ ơn sư phụ. Bữa nay là mẹ con nữa. Con nghe thường đời sống từ lúc mà trước khi biết cha biết mẹ đến ngày hôm nay, đời sống con vui vẻ khả quan hơn là sư phụ vui rồi. Dạ, con rất khả quan hơn, mà con nó thấy nó cũng ngoan hơn, nhất là chồng con. Tuy là chưa có chịu vô Thiên Tâm giáo, nhưng mà họ rất là support. Nhưng mà con cũng xin sư phụ giống như bless chúng con để một ngày nào đó cả gia đình con được đi vô Thiên Tâm giáo, rồi được làm đệ tử của sư phụ. Nhiều dạ, cũng giống đây đó, lúc đầu thì vậy thôi, ở đây còn nhiều. Tại vì khi vô á, mang hội thiên đó là mấy vị thiện thần đi về xã hội, thì họ là hội chung gia đình hạnh phúc luôn. Mục đích cái Thiên Tâm của mình, con coi vậy, mục đích Thiên Tâm của mình là đời sống hạnh phúc, đang sống là phải có vui vẻ hạnh phúc mạnh khỏe và không có bị depression. Đó là chủ yếu, chủ trương đầu tiên của con của ông trời. Kế tiếp Thiên Tướng Anh, con có gì chia sẻ? Con cũng là rồng, con hổ mà anh mấy rồng lên nói chuyện đi, đừng khà lửa cho ta quảng hồn nữa. Này mấy rồng không á, rồng không á, con giữ thì con được rồng giữ, con cứ nói thấy nhỏ con nghĩa rồng á giữ chân mạng. Xin chào cha mẹ sư phụ với các anh chị em huynh đệ tiểu muội. Thật sự con cũng coi các clip của sư phụ từ cái lúc mà nghỉ dịch Covid ở nhà, lúc đó đâu có đi làm đâu, chỉ có nằm ở nhà coi YouTube thôi. Thật sự thì là con cũng có những cái nhân duyên, con cũng là đạo Công giáo, con đạo Công giáo gốc, trong gia đình gốc luôn á. Nhưng mà con có những cái nhân duyên mà liên quan về tâm linh rất là nhiều từ lúc mà con còn ở Việt Nam. Và có, đó cũng là do một cái linh mục người Công giáo, nhưng mà ông tin về tâm linh và ông dạy và ông truyền lại cho tụi con nghe những cái kinh nghiệm của ông. Từ những cái lúc đó, khi mà con nghe các clip của sư phụ á, thời lúc đầu á, tại vì sư phụ không phải là cái người mà hay đi thuyết giảng hay trình giảng cho mọi người nghe, cho nên cái cách nói của sư phụ nó không có làm cho mình bị được thu hút. Nhưng mà nó, con lúc nào con cũng nhớ một câu á, những cái gì mà hào nhoáng bên ngoài á, cái đó là không có thật. Nhưng mà những cái gì á, mà xuất phát nói từ tâm ra đó, những cái đó mới là sự thật. Cho nên khi mà con nghe những cái lời mà sư phụ dạy á, những cái điều mà sư phụ nói á, bắt đầu con thấm từ từ. Và những gì mà con đã biết từ Công giáo bên Việt Nam, và khi con cũng là người tâm linh, con cũng là người cầu nguyện và cầu nguyện rất là mật thiết với Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Con nghĩ chính vì vậy á, mà những cái gì mà con cảm nhận về sư phụ á, nó giống như là Chúa Giêsu như vậy đó. Và thật sự cái này không phải là những cái mình có thể nhìn thấy bằng mắt được, nhưng mà mình có thể cảm nghiệm bằng tâm được mà thôi. Cho nên khi mà con nhìn thấy á, con mới xác định trong lòng con, rồi đây chính là Chúa Giêsu tái lâm. Con nói bốn bài ốp thật hả? Dạ, con thấy là như vậy đó.
Và thực sự có những cái khi mà con liên kết với nhau, cũng Chúa Giêsu sinh từ Thánh Giuse là một bác thợ mộc ra, cũng Chúa Giêsu sinh ra từ cái lúc mà không có một cái bệnh viện nào nhận, tất cả mọi người đều từ chối để mà mẹ Maria sinh Chúa Giêsu ra, thì sư phụ cũng là người được sinh ra từ trong chiến tranh, không có phải những ở ngoài trường con, không có được trong nhà thương mái hiên của cái trường học, yeah. Nó có chạy giặt mà, yeah. Đông người thì những cái người mà chân mạng thiên tử xuống để mà cứu độ nhân loại thì không bao giờ có một cuộc đời sung túc từ nhỏ cho đến lớn. Đó là cái mà con cảm nhận và con biết, mà chính vì vậy mà thâm tâm con xác nhận điều đó là đúng. Dạ, thì cho đến bây giờ thì những gì sư phụ dạy và những gì sư ca dạy con cũng cố gắng con tập, nhưng mà con cũng lười. Đó là cái tội lớn nhất của con ngày hôm nay. Nhưng mà con còn trẻ, con là những cái dạng làm những cái bước gạch kế tiếp. Sau khi sư phụ về trời thì đến thế hệ của con là chứng mệnh cao á, rồng á, thì giống như mấy đứa nhỏ hồi nãy á, thì sẽ một cái thế hệ thiên tâm, nó mạnh hơn, nó hùng hậu hơn, nó có một cái tổ chức tiếng Anh luôn. Và những đứa lớn này hôm nay đã biết đạo, biết giữ giới, thì con nghĩ nó những đứa trẻ này học rất là nhiều. Còn ở giờ trống này thì hôm nay mình nói bây giờ còn mấy đứa nữa tới con Thiên Nhật Phương, con lên con nói chuyện, con đang quay con nói mấy câu đi, con cũng rộng mà, ngồi lửa mấy con rộng ra nói chuyện nè, nói chuyện đi rộng.